Và tiếp theo sau đây sẽ là phần tin quốc tế được mở đầu với Julie. Trước hết là tin Nga không kích Kiev và các khu vực khác ở Ukraine. Hôm nay, Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhắm vào thủ đô Kiev và các thành phố khác ở Ukraine, làm cho ít nhất 18 người bị thương và phá hủy các cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Tiếng nổ vang vọng ở Kiev và khu vực lân cận sau khi còi báo động không kích vang lên. Nhà chức trách cử các nhóm cứu nạn đến nhiều địa điểm ở thủ đô. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết người dân bị thương ở khu vực Kiev và Cherkasy, cũng như ở thành phố Kharkiv ở miền đông trong cuộc tấn công lúc sáng sớm. Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông cho hay tiếng nổ vang lên ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp Ukraine. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 7 người bị thương ở Kiev, trong đó có một bé gái 9 tuổi. Mảnh vỡ hỏa tiễn rơi xuống trung tâm thành phố, một cơ sở hạ tầng và nhiều tòa nhà bị hư hỏng, gây ra một đám cháy. Ông Klemenko cho hay một khách sạn và nhiều cửa hàng bị hư hỏng ở Cherkasy ở miền trung Ukraine, trong khi 7 người bị thương. Cơ quan tình trạng khẩn cấp đăng tải một đoạn video cho thấy nhân viên cứu nạn đang khiêng một người bị thương trên băng ca khi một đám cháy bùng phát. Bộ Nội vụ và giới chức khu vực loan báo các vụ nổ ở Cherkasy, Kharkiv, Klenitskiv, Rivne, Vinnytsia, Lviv và Ivano-Frankivsk. Ông Mark Kozysky, lãnh đạo khu vực Lviv, cho biết ba hỏa tiễn của Nga tấn công thành phố Rohovich ở miền Tây, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km. Trong một cuộc tấn công khác đêm qua, 2 người thiệt mạng vì Nga pháo kích một ký túc xá ở thành phố Kherson. Còn trong khi đó thì Bắc Kinh muốn đẩy mạnh hợp tác với Moscow. Truyền thông nhà nước Trung Cộng hôm nay cho biết rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh nói với Tổng thống Putin rằng Trung Cộng và Nga phải đẩy mạnh hợp tác trong tình hình quốc tế phức tạp. Phát biểu tại cuộc họp với ông Putin tại St. Petersburg, ông Vương Nghị cho hay thế giới đang nhanh chóng hướng đến sự đa cực. Tân Hoa Xã cho biết rằng ông Vương nói là sự toàn cầu hóa kinh tế là đang phát triển trước những khó khăn. Các hành động đơn phương là không thể bền vững và chủ nghĩa bá chủ là không còn phổ biến. Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác chiến lược đa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thực hiện những nỗ lực mới để thúc đẩy trật tự quốc tế theo hướng công bằng. Điện Kremlin cho biết đáp lại ông Putin có nói với ông Vương rằng lập trường của Nga trùng khớp với sự xuất hiện của thế giới đa cực. Ông Putin cũng nhận lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình để đến thăm Trung Cộng trong tháng 10, nhân dịp một sự kiện lớn để thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường. Ông Putin được dự báo sẽ tham dự diễn đàn vành đai và con đường vì sự hợp tác quốc tế lần thứ 3 trong tháng tới tại Bắc Kinh, nhân dịp kỷ niệm 10 năm dự án hạ tầng quốc tế của Trung Cộng. Ngày tháng cụ thể của hội nghị vẫn chưa được công bố. Trung Cộng và Nga thì gọi nhau là đồng minh chiến lược. Cả hai nước thường xuyên khen ngợi liên hệ đối tác không giới hạn cũng như hợp tác kinh tế và quân sự của họ. Tổng thống Syria đến Trung Cộng trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh ở Syria. Tổng thống Syria Bashar Assad hôm nay đến Trung Cộng trong chuyến công du đầu tiên của ông đến Hoa Lục kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột kéo dài 12 năm qua ở Syria, trong đó Bắc Kinh là một trong những bên hậu thuẫn chính của ông. Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết ông Assad sẽ dự lễ khai mạc Á vận hội, sự kiện thể thao quốc tế bắt đầu từ ngày thứ Bảy ở thành phố Hàng Châu. Phát ngôn viên Mao Ning của Bộ cho hay chuyến thăm Trung Cộng của ông Assad tăng cường sự tin tưởng chính trị lẫn nhau và hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đưa liên hệ song phương lên tầm cao mới, và nói rằng Trung Cộng và Syria có tình hữu nghị truyền thống, bảo đảm sự phát triển tốt đẹp và ổn định trong những năm qua. Ông Assad và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ bàn thảo chi tiết một loạt các vấn đề. Đài CCTV cho biết ông Assad đến Hàng Châu hôm nay, ông Tập sẽ đến đó trong ngày thứ Sáu, tổ chức tiệc chiêu đãi và các hoạt động song phương khác với ông Assad và các lãnh đạo khác đến dự Á vận hội từ các nước thân thiện với Trung Cộng như Quốc vương Cambodia Norodom Sihamoni, Hoàng thái tử Kuwait Sheikh Mursal Ahmed Al-Zhaibur và Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahan. Trung Cộng đang mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông sau khi điều đình một thỏa thuận hồi tháng 3 giữa Ả Rập Saudi, Iran. Trung Cộng tiếp tục hỗ trợ ông Assad trong cuộc xung đột ở Syria. cuộc chiến làm nửa triệu người thiệt mạng và phần lớn đất nước trở thành hoang tàn. Nam Hàn ra lệnh trừng phạt 10 người vì liên quan đến mua bán vũ khí của Bắc Hàn với các nước. Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết là Nam Hàn ra lệnh trừng phạt 10 người và 2 tổ chức vì liên quan đến chương trình hạt nhân và mua bán vũ khí của Bắc Hàn với 3 nước, trong đó có Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn và tham mưu trưởng quân đội nằm trong số các cá nhân đối diện lệnh trừng phạt mới. Bộ Ngoại giao cho hay lệnh trừng phạt là để phản hồi các hoạt động trái phép của Bắc Hàn đe dọa đến cộng đồng toàn cầu, hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Lệnh trừng phạt áp dụng cho 4 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đến mua bán vũ khí của Bắc Hàn với 3 nước, trong đó có Nga, liên quan đến công ty Verso SRO tại Slovakia và giám đốc điều hành Ashot Meshchershev. Bộ không cho biết thêm chi tiết về việc mua bán vũ khí và lệnh trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn và tham mưu trưởng quân đội là để phản hồi chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol nói rằng đó sẽ là khiêu khích trực tiếp nếu Nga hỗ trợ Bắc Hàn cải thiện chương trình vũ khí, đối lại là sự giúp đỡ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Và ông Yoon đưa ra bình luận trên trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã vừa công du Nga tuần trước và thảo luận hợp tác quân sự với Tổng thống Putin. Người biểu tình Armenia yêu cầu Thủ tướng Pashinyan từ chức sau khi đầu hàng ở Karabakh. Hàng ngàn người biểu tình quy tụ ở thủ đô Armenia hôm thứ Tư để lên án việc chính phủ Armenia không giúp những người ly khai Armenia ở Karabakh sau khi vùng ly khai này buộc phải đầu hàng Azerbaijan. Người biểu tình tập trung tại quảng trường Cộng Hòa ở trung tâm Yerevan. Nhiều người yêu cầu Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan từ chức. Anh Harut, một kỹ sư 32 tuổi cho biết anh hy vọng ông Pashinyan từ chức. Một lãnh đạo bại trận tốt hơn hết là từ chức thay vì tiếp tục nắm quyền. Sự thất bại lần này đau đớn hơn nhiều vì khoảng thời gian dài người dân Armenia đấu tranh cho Karabakh. Mọi người đã đấu tranh hơn 30 năm và nay trắng tay. Các chính khách đối lập cũng lên án ông Pashinyan, người lên nắm quyền của cách mạng năm 2018. Một số người tại quảng trường hô khẩu hiệu Pashinyan là kẻ phản quốc. Nhiều người cầm cờ Nagorno-Karabakh và ẩu đả với cảnh sát. Những người khác ném chai lọ và gạch đá vào văn phòng của thủ tướng trên quảng trường. Cảnh sát chống bạo động phong tỏa các văn phòng chính phủ, trong khi xe tải kiểu quân đội đậu gần quảng trường giữa sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh. Azerbaijan hôm thứ Tư cho biết họ ngừng tấn công sau khi lực lượng ly khai Armenia ở Nagorno-Karabakh đồng ý ngừng bắn với các điều khoản cho thấy khu vực này sẽ do Baku kiểm soát. Còn mới đây, Ấn Độ cho biết rằng đã tạm ngưng dịch vụ visa tại Canada. Trung tâm xử lý visa của Ấn Độ tại Canada vào hôm nay tạm ngừng dịch vụ khi rạn nứt mở rộng giữa hai nước sau khi lãnh đạo Canada nói rằng Ấn Độ có thể liên quan đến vụ sát hại một công dân Canada. Phát biểu trước Quốc hội hôm thứ Hai thì Thủ tướng Justin Trudeau cho biết có cáo buộc đáng tin cậy cho thấy Ấn Độ liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động Hardeep Singh Nijjar, người Sikh, người bị bắn chết hồi tháng 6 ngay bên ngoài đền thờ mà ông phụ trách. Canada cũng trục xuất một nhà ngoại giao Ấn Độ và Ấn Độ đáp trả bằng cách trục xuất một nhà ngoại giao Canada vào hôm thứ Ba. Và Ấn Độ đã gọi những cáo buộc mà đang được điều tra tại Canada là lố bịch, là âm mưu để phân tán sự chú ý khỏi sự hiện diện của ông Nijjar và các nghi phạm bị truy nã khác tại Canada. Trung tâm giải quyết visa Ấn Độ BLS tại Canada cho biết là vì lý do hoạt động mà từ ngày 21 tháng 9 thì dịch vụ visa Ấn Độ tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Cao ủy Canada tại New Delhi cho hay rằng tất cả các lãnh sự quán Canada tại Ấn Độ là vẫn hoạt động và tiếp tục cung cấp các dịch vụ, nhưng sự an toàn của nhân viên đang được đánh giá. Vào năm 2021 thì có khoảng 80.000 du khách Canada đến Ấn Độ, đưa du khách Canada trở thành nhóm lớn thứ tư. Canada là điểm đến hấp dẫn đối với người Ấn Độ mà đặc biệt là sinh viên. Năm 2022, gần 300.000 người Ấn Độ theo học giáo dục bậc cao tại Canada. Vào hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cập nhật khuyến cáo đi lại và kêu gọi công dân Ấn Độ tại Canada phải thận trọng vì hoạt động bài Ấn Độ gia tăng và tội phạm thù ghét mang động cơ chính trị. Úc sẽ tổ chức cuộc điều tra độc lập về cách ứng phó đại dịch Covid. Chính phủ Úc hôm nay cho biết họ sẽ tổ chức cuộc điều tra độc lập về cách ứng phó đại dịch Covid để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai. Nước Úc đóng cửa biên giới quốc tế và phong tỏa các thành phố cùng các quy định khác giúp giữ số lây nhiễm và tử vong ở mức thấp hơn đáng kể so với các nước phát triển khác như Hoa Kỳ và Anh Quốc. Úc chuyển sang sống chung với virus đầu năm 2022 sau khi phần lớn dân số đã chích ngừa. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ủy ban 3 thành viên gồm một nhà dịch tễ học, một chuyên gia dịch vụ công và một nhà kinh tế sẽ thực hiện cuộc điều tra. Ông Albanese nói rằng chúng ta cần xem xét những gì thực hiện đúng, những gì có thể làm tốt hơn trong tương lai, vì các chuyên gia y tế và khoa học cho chúng ta biết đại dịch Covid không phải là đại dịch cuối cùng xảy ra. Nhưng liên minh đối lập nói rằng họ không muốn cuộc điều tra trở thành cuộc săn phù thủy. Phía đối lập cũng chỉ trích chính quyền của ông Albanese vì loại các quy định hạn chế cấp tiểu bang ra khỏi cuộc điều tra, như việc chính quyền Victoria phong tỏa Melbourne tổng cộng 262 ngày, một trong những cuộc phong tỏa dài nhất thế giới. Lãnh đạo đối lập Peter Dutton cho biết nếu chúng ta không rút ra bài học từ những gì đã xảy ra trong đại dịch Covid, làm sao chúng ta có thể chuẩn bị cho đại dịch kế tiếp khi không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong đại dịch trước đó. Venezuela mới đây điều động 11.000 quân nhân giành lại nhà tù đang bị băng đảng kiểm soát. Venezuela hôm thứ Tư cho biết họ giành lại quyền kiểm soát một nhà tù từ tay một băng đảng quyền lực trong một chiến dịch lớn với sự tham gia của 11.000 thành viên lực lượng an ninh. Nhà tù Tocorón đã trở thành trụ sở của băng đảng Tren de Aragua, nơi băng đảng này đã mở thêm các tiện nghi như sở thú, hồ bơi, phòng đánh bài. Và chính phủ chúc mừng lực lượng thi hành luật pháp vì đã giành lại được toàn bộ quyền kiểm soát nhà tù ở tiểu bang Aragua và nói rằng chiến dịch này đã phá vỡ một trung tâm tội phạm. Trong tuyên bố chính thức thì Tổng thống Nicolas Maduro khen ngợi thành công lớn hôm nay trong cuộc chiến chống các tổ chức tội phạm. Sau khi chính phủ công bố hoàn tất di tản nhà tù, Bộ trưởng Nội vụ Remigio Cabellos cho biết là các tù nhân được chuyển sang một cơ sở khác. Có hàng chục thân nhân sống bên trong nhà tù với các tù nhân tập trung bên ngoài để chờ đợi tin tức. Bà Gladys Hernandez cho biết rằng bà đang chờ xem họ đưa chồng bà đi đâu. Họ đang ở đó nhưng họ đuổi bà ra. Lực lượng an ninh đưa xe máy, tivi, điều hòa không khí và lò microwave ra khỏi nhà tù. Có một phụ nữ bên ngoài đã nói lớn, đó là đồ đạc của bà. Có vẻ một số tù nhân trốn thoát trong chiến dịch của chính quyền, vì chính quyền sau đó thông báo giai đoạn 2 của chiến dịch để tìm kiếm và bắt giữ những tên tội phạm bỏ trốn. Băng đảng Tren de Aragua là băng đảng địa phương mạnh nhất Venezuela mà liên quan đến tội phạm trên toàn quốc và mở rộng hoạt động ra các nước láng giềng. Ước tính băng đảng này có khoảng 5.000 thành viên. Hoàng hậu Anh Quốc Camilla và đệ nhất phu nhân Brigitte của Pháp chơi bóng bàn. Hoàng hậu Camilla và đệ nhất phu nhân Brigitte của Pháp hôm nay chơi bóng bàn với nhau tại một trung tâm thể thao ở ngoại ô Paris. Với bà Brigitte mặc áo đỏ, bà Camilla mặc áo trắng và bàn bóng bàn màu xanh lam. Những màu sắc trên quốc kỳ hai nước được thể hiện. Nhà vua và Hoàng hậu Anh cùng bà Brigitte Macron trò chuyện với giới trẻ tại trung tâm thể thao Saint-Denis. Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đến Paris hôm thứ Tư trong chuyến công du 3 ngày, thể hiện sự hào nhoáng và tượng trưng cho việc lật sang trang mới sau nhiều năm liên hệ căng thẳng giữa hai nước, kể từ khi Anh Quốc bỏ phiếu rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Phát hiện cấu trúc gỗ lâu đời nhất tại Zambia có từ cách đây 476.000 năm. Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện những gì có thể là ví dụ sớm nhất của nghề mộc, từ cách đây gần nửa triệu năm. Nó cho thấy người cổ đại chế tạo cấu trúc gỗ từ thân cây sớm hơn nhiều so với ước tính trước đó. Các nhà nghiên cứu tìm thấy hai khúc gỗ gắn vào nhau bằng vết khớp có chủ đích, cùng với nhiều dụng cụ bằng gỗ tại thác Kalambo ở Zambia. Các chuyên gia cho rằng những người thợ mộc sơ khai sử dụng những khúc gỗ này để làm đường đi khô ráo ở vùng trũng thấp mà thỉnh thoảng bị ngập nước này. Cũng có thể cấu trúc gỗ này được dùng để làm nền móng cho nhà ở nguyên thủy. Với theo cuộc nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature, cấu trúc gỗ có từ cách đây khoảng 476.000 năm có thể là bằng chứng cho thấy việc sử dụng gỗ sớm nhất trong xây dựng. Đồ vật bằng gỗ hiếm khi vượt qua thời kỳ đồ đá sớm vì chúng cần điều kiện đặc biệt để không mục nát, nhưng cấu trúc gỗ này được bảo quản nhờ mực nước cao. Giáo sư Larry Barham của Đại học Liverpool, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết là phát hiện này làm thay đổi cách ông nghĩ về tổ tiên sơ khai. Hãy quên thời kỳ đồ đá đi và nhìn những gì con người đang làm, và họ làm ra thứ gì đó mới từ gỗ. Và họ dùng trí thông minh, trí tưởng tượng và kỹ năng để làm ra thứ mà họ chưa bao giờ thấy trước đó, thứ mà chưa bao giờ tồn tại cả trước đó. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế. Một lần nữa sau và phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức liên quan đến Việt Nam.